chạm quê ta thở chạm.
bác mà mọi cần khổ cước dùng gian. Theo giám kha bạc tài tạng vây tẹp thù trướng ban trướng rườn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rơi xuống, lắng xuống thềm hồn ra mãi sóng xuống. Chim én gọi mùa xuân lại đến, thuyền em về lọt bên thì hiên xa, chốn đây chốn hào hoa trai gái còn bay đi bay lại giao ở duyên, chốn đây chốn hẹn anh em từng còn lung liêng màu sắc em nỗ hồi dần nhan xa, thiên thu còn nắng hẹn mùa sau xuân tới lại về, hoa thơm bướm lượn hồ ba bể gái trái tìm bạn bìa ngày xuân. Bên kia đèo Yên Dương bà
Cơm
về phố cũ vườn cam, đường phố thâu xuân sáng nhộn nhịp ơi ơi. Đường này về nước xa ba bằng sang, người qua cầu đông vui á rộn ràng, đêm hoa đăng rực sáng á rộn. Mùa xuân nghe câu chúng tâm tình, chúng khỏe mình duyên dáng khỏe mình, chúng làm chi yêu chúng sinh. Ông xiên nắng bay đến ná tỉ phục hòa nơi bia ngọn ná thổ cầm xưa còn nổi tiếng ơi, dệt tặng anh một tấm làm quà, làm mặt chăn ấm, làm điều em gửi gắm mà lời ru. Về hội hát giao duyên, sang thăm trùng khánh ơi ơi, về thăm nơi bản dốc cảnh đẹp ơi, non đưa cả mùa xuân trăng khuya vọng tiếng thén ná gọi bàn, chia anh câu thén tinh say sưa ngỡ lọt dân ta đồng lập ngoài sông trăng.
đi trên đường bạc bát ngã tiên đàn. Lời bạc ơi, mong xuống hộp bạc an ghi trong thành. Con vui vầy, hôm nay con về đây.
về quang bình đất tổ hô nơi hào quang vũng chùa hô thiêng liêng. Bác Hồ cùng bác Văn, các vua hùng hồn thiêng của nước Nga ơi. Kẻ thù nào xâm lược nước này, chiến công lại thêm dày tráng sử 4.000 năm lịch sử nước Nam. Thương bác con dâng lên hương trầm, yên tâm an nghỉ, Việt Nam ba vị trí có họ Lăng. Phố Thọ là các Lăng vua hùng, Ba Đình là có Lăng của ba, cũng chùa là